Kính thưa quý vị, mới đây thì Ủy ban Nhân dân của tỉnh Bắc Giang đã vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm thời phải phong tỏa một xã trên địa bàn huyện Việt Yên sau khi phát hiện hai ca nhiễm COVID-19 mới. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu tạm thời phong tỏa toàn bộ xã Thường Lan, cách ly thôn hạ và hợp tác xã Đu Ca, ngừng các hoạt động trên địa bàn của xã, toàn bộ sinh trên địa bàn xã Thường Lan chuyển sang học trực tuyến. Trước đó, thì sau khi xuất hiện hai ca nhiễm COVID-19 mới là hai cha con cùng trú tại Tôn Hạ, xã Thường Lan. Hai ca F0 này có hoạt động tiếp xúc đông người liên quan đến nhiều cán bộ huyện, xã, thôn, công nhân tại một số trường học, hợp tác xã. Vì vậy, tỉnh cần khẩn trương xét nghiệm diện rộng toàn bộ người dân xã Thường Lan, học sinh và phụ huynh trường Trung học phổ thông số 2 Việt Yên. Bên cạnh đó, thì lực lượng phòng chống dịch Bắc Giang cũng sẽ xét nghiệm toàn bộ cán bộ công chức đã tiếp xúc với F1 trong toàn huyện, trong khu công nghiệp. Trước mắt đi test nhanh cho công dân là người xã Thường Lan và các trường hợp nghi nhiễm.